cành liễu đời chờ. Nàng đã ra đi về đất chúa, trọn đời sinh và biệt nàng thơ. Ai mua trăng mà người đem trăng đi bán, người định bán bao nhiêu một anh trăng vàng? Người ở trần gian hay tận chốn cung hằng, tôi muốn hỏi người điên hay tình, cất tiếng rao hoài bán một dần trăng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi người để mua đất dần trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian ngu tôi. Còn nàng tình hay điên mà mua ánh trăng vàng? Trăng của riêng ta, ta chỉ bán cho nàng. Trăng trong thơ của hàng mặt tư, dù khuyết hay tròn, dù rồi nàng ngồi đêm sao băng, thì ta cũng thao thức qua những đêm sầu duyên kiếp. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, còn ta đợi chờ đã suốt một mùa trăng. Hàng mặt tử ơi, anh ở đâu? Lời ca nức nở lệ dương sầu, giữa đêm trời đất đầy mưa gió, có kẻ tan rồi mong bề dấu. Nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mặt tử, chàng vội quay đi lẫn vào trong bóng tối. Khi chuông khuya nức nở đổ liên vào tay chua, xót ngậm ngùi, nàng buông tiếng hỏi vì sao chàng không nói. Chàng bảo thôi hết rồi còn chi nữa mộng cầm ơi, tôi đã quên nàng sao nàng chẳng quên tôi. Tiếc chi nữa một mảnh đời cô quanh, thôi hãy về đi kéo sương khuya xuống lạnh.
lành dần trắng và lành thấm dài gầy. Trăng tròn